Xin chào quý anh chị các bạn đã trở lại với kênh của Xe 365. Ở clip này thì Tuấn muốn mang tới cho quý anh chị bảng giá mới nhất của chiếc xe Toyota Hilux ngay bên cạnh Tuấn đây. Vào thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã có những chính sách hỗ trợ vô cùng ưu đãi và xe giao ngay dành cho quý anh chị. Toyota Hilux được nhập khẩu với chiếc Thái Lan với 3 phiên bản bán ra. Đầu tiên đó là phiên bản số sàn là 668 triệu bản 2 cầu. Riêng ở phiên bản này thì quý anh chị phải đặt hàng tầm khoảng 1-2 tháng thì chúng ta mới nhận được xe, vì số lượng xe ở phiên bản này của Toyota Việt Nam nhập về số lượng chưa nhiều. Và ở phiên bản thứ hai là phiên bản Toyota Hilux phiên bản 1 cầu số tự động với giá niêm yết là 706 triệu đồng. Ở phiên bản này thì Toyota dành cho sự ưu ái và gần như là màu đen, màu trắng hay các màu sắc đều giao ngay. Và phiên bản cao cấp nhất là phiên bản ngay bên cạnh tôi đây, phiên bản 2 cầu số tự động Toyota Hilux Adventure với giá niêm yết là 999 triệu đồng. Và hiện tại bên Tuấn nó đang có màu sắc màu đen, màu trắng giao ngay dành cho quý anh chị. Và hiện tại nếu mà quý anh chị lựa chọn duy nhất là cái màu trắng ngọc trai như bên cạnh Tuấn thì vui lòng cộng thêm 8 triệu vì nó là sơn 3 lớp, giá niêm yết từ Toyota Việt Nam ạ. Vào thời điểm tháng 7 này thì Tuấn cập nhật luôn thì chính sách ưu đãi đó là những cái trên phiên bản 1 cầu và 2 cầu số tự động thì hiện tại tháng 8 thì Toyota Thái Hòa Tứ Liên đang có ưu đãi cho quý anh chị lên tới là 20 triệu đồng tiền mặt nhé. Riêng ví dụ như phiên bản này 999 triệu trừ đi 20 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra chúng ta còn được tặng như là bảo hiểm thân vỏ này hay là gói phụ kiện rơi khoảng 10 triệu đồng. Gói phụ kiện đó thì nó sẽ bao gồm rơi vào khoảng đó là những phụ kiện như là dán phích cách nhiệt này, trải sàn da và camera hành trình ạ. Vẫn đi chi tiết lại cho quý anh chị đang có nhu cầu mở khám phá cái phiên bản 2 cầu số tự động của Toyota Hilux nhé. Ở đây thì quý anh chị có thể nhìn thấy này. Đầu tiên là phần đầu xe nó tạo thêm một cái hình khối á, có thể là vuông vức và góc cạnh thể thao trên chiếc xe bán tải này hơn. Những trang bị an toàn đó là logo được tích hợp gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense, vì ở đây sẽ có cái cảm biến phía sau. Đó, nó sẽ có hỗ trợ như cảnh báo lệch làn này, hỗ trợ giữ làn đường này, vân vân ạ. Và có mắt camera phía trước trong gói camera 60 của Toyota Hilux rồi. Và ở phần cản trước này, đấy, nó có được sơn đen nhám nhá, nhìn cũng rất tinh tế và đẹp mắt ạ. Còn ngoài ra bên cạnh thì hệ thống đèn này, ban ngày này, hệ thống đèn chiếu xa chiếu gần, đèn full LED hết rồi. Và trang bị cả đèn sương mù phía dưới giúp cho quý anh chị khi đi vào trời tối hay đường sương mù phá sương đi rất là an toàn. Ngoài ra có cả cảm biến góc trước cho chiếc xe Toyota Hilux phiên bản 2 cầu đây ạ. Còn ở bên hông chiếc xe Toyota Hilux phiên bản Adventure này thì quý anh chị có thể nhìn thấy cái sự cứng cáp đó từ bộ mâm lốp Bridgestone này 18 inch nhá, được thiết kế như hình cánh hoa rất là khỏe khoắn, sơn màu đen ạ. Và những cái phần ốp phần hốc gió phía trước này và cả phía sau, đệm bước chân thì rất là khỏe khi lên phía trên rồi. Và tay nắm cửa thì có một chạm ra vào một chạm, sử dụng chìa khóa thông minh rồi. Phần gương này thì trang bị vẫn là cảnh báo, nó sẽ hỗ trợ được gói là đèn chào mừng cho quý anh chị nhé. Và có mắt camera trong gói cam 360 này, xin án tiệm trên gương. Và được sơn màu đen này thì Tuấn thấy khá là hợp lý trên chiếc xe bán tải cỡ lớn này. Và gầm của Toyota Hilux nữa là cao nhất trong phân khúc 286mm, nên quý anh chị yên tâm, chúng ta có thể vượt mọi cung đường địa hình khó đối với một chiếc xe bán tải. Và đằng sau thì có nhiên liệu dầu Euro 5. Trên phiên bản này chúng ta đã được nâng cấp lên mới nhập 3 mẫu model về lần này đều sử dụng nhiên liệu dầu khí tải Euro 5 rồi, tiết kiệm hơn và giúp cho quý anh chị chiếc xe của chúng ta bền bỉ hơn. Và cái thanh thể thao phía sau phần thùng xe cũng đã được trang bị ạ. Và Tuấn đã ngồi bên trong nội thất của chiếc xe Toyota Hilux phiên bản 2 cầu Adventure này rồi. Thì ở trong nội thất thì Tuấn thấy những cái điều đặc biệt đó là nội thất bên trong này màu đen như quý anh chị đang theo dõi đây. Ghế da thiết kế rất là ôm nhá. Và ở phần vô lăng thì chúng ta sẽ có là ba chấu này, bọc da này. Và có được trang bị các gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Ở bên trái thì bao gồm cái nút tăng giảm âm lượng, chuyển tiêu chuyển bài và đàm thoại rảnh tay ạ. Có đèn auto này. Rất nhiều nút phím bấm view 360 hay cảnh báo đèn mù đã được tích hợp trên chiếc xe này rồi. Ngoài ra thì ở phần giữa trung tâm thì chúng ta đã được trang bị một màn hình giải trí là 9 inch kết nối được Android Auto với Apple CarPlay không dây nhé, giúp quý anh chị có thể nghe nhạc, xem bản đồ map trên này. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có loa JBL chất lượng giúp quý anh chị có thể di chuyển những cung đường xa thoải mái hơn. Và đầy nổ engine start top này, có chế độ gài cầu H2H4L4. Và cái điều đặc biệt trên một chiếc xe bán tải của chúng ta đã được trang bị đó là điều hòa tự động hai vùng độc lập đó. Rất dễ và điều chỉnh ghế lái riêng ghế phụ riêng dành cho quý anh chị. Ở phía dưới thì có những ổ cắm sạc rất là nhiều, chế độ DAC hỗ trợ xuống dốc này, hay là những ổ cắm sạc đây rồi, dây tai si đều có. Và riêng Hilux này thì chúng ta sẽ có hai chế độ lái đó là Eco và Power. Eco thì là tiết kiệm nhiên liệu rồi,
còn power là giúp quý anh chị có thể là trở tải tốt hơn. Cần số sử dụng của Hilux vẫn là zigzag theo truyền thống sau rất nhiều năm nay rồi, bền bỉ và dễ sử dụng. Và phanh thì vẫn là sử dụng phanh cơ. Đó, đối với một chiếc bán tải thì Tuấn thấy là rất là phù hợp. Ngoài ra ở bên phía bên cạnh thì chúng ta đã được trang bị đó là một hộp lạnh nhé, giúp quý anh chị có thể để chai nước này, một vài chai nước khi sử dụng trời mùa hè này. Cốp phụ rất là rộng ạ, có tự tì tay to bản. Vâng, đó là nội thất của chiếc xe Toyota Hilux. Và hàng kỳ thứ hai cũng rất là rộng rãi và có độ ngả tốt, có cửa gió điều hòa cho hàng kỳ thứ hai nữa. Vâng, vừa rồi thì Tuấn đã chia sẻ thông tin mới nhất của chiếc xe Toyota Hilux vào thời điểm cuối tháng 7 đầu tháng 8 dành cho quý anh chị và bạn rồi. Rất nhiều chiếc xe một cầu, hai cầu, số tự động do ngay và các màu sắc. Nên quý anh chị có nhu cầu cần biết thêm chi tiết hay đàm phán về giá hay thủ tục trả góp, có thể liên hệ với số hotline dưới góc màn hình hoặc để lại thông tin về phần comment và những nhận xét đánh giá ở phía dưới clip này. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip. Xin hẹn gặp lại quý anh chị ở clip tiếp theo ạ.